Dạ. Thank you.
Xin chào mọi người. Dạ, chúc bye một buổi tối tốt lành. Tạm biệt. Bye à. Trời ơi. Chỗ ngọc á. Chỗ ai làm gì ghê vậy? Mọi người về hết rồi, em sai lần rồi. Đừng quay, xóa hết file. Xong rồi mà em chờ lấy xong rồi mà. Đi về đây, quay đây. Xong rồi. 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 Xong
gần cuối. Không phải. Chị ngủ ngon nha chị. Và chị Mi Dung ngày hôm nay cũng rất là đẹp như là thông tin chị tỷ. Và có anh Đạt thì gọi là một người rất là shop boy. Rất là hy vọng là cặp đôi sẽ trăm năm hạnh phúc và đưa nhau đi khắp thế gian. Giống như là bài hát của Ali hôm nay hát dành tặng cho chị. Thì anh ấn tượng nhất cái khoảnh khắc nào ở trong đám cưới ngày hôm nay? Ali quá là nhiều sự ấn tượng như ngày hôm nay. Chẳng hạn như là intro của tiệc cưới ngày hôm nay là dàn giao hưởng cùng kèm với DJ. Cái đó là về phần âm nhạc mà Ali rất ấn tượng. Cái thứ hai đấy là bánh kem được treo từ trên xuống. Nó cũng là một trong những cái điểm rất là thú vị để cho tất cả mọi người ở cái phòng ngày hôm nay đều cảm thấy rất là đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là lần đầu tiên Ali thấy gọi là cắt tiệc cưới bằng kiếm nhật, cắt cái bánh kem cưới đó bằng cái cây kiếm nhật chứ không phải là cái dao bình thường ở nhà. Đó là một những cái điểm mà Ali thấy rất là đặc biệt. Mà đặc biệt hơn nữa chính là các anh chị em nghệ sĩ ngày hôm nay đều rất là đồng nhiệt và rất là vừa phải để có thể đáp ứng được đúng cái nhu cầu rất là luxury ngày hôm nay của tiệc cưới của chị Mi Dung. Về về sự chuẩn bị đồ ăn thức uống của cô dâu như vậy thì anh có một lần được đánh đồ, đồ ăn của cô dâu chú rể chuẩn bị thì hơi bị no quá đó mọi người. Tính 6-7 món gì đó thì nó cũng hơi nhiều. Nói chung là ăn đến món thứ 6, thứ 7 là Ali bắt đầu no rồi. Cho nên là đó là một trong những điều mà Ali nghĩ là lần sau đám cưới mình cũng mời ít thôi. Hay là mà 10 năm sau mà gọi là đám cưới bà vàng, đám cưới bạc thì mình cũng mời cũng ít món hơn một chút để mọi người đỡ no. Và cái điều mà Ali buồn nhất ngày hôm nay chính là khi Ali bóc được cái gì gọi là ném hoa và Ali đã nhận được cái hoa rồi nhưng vẫn bị người khác giật lấy. Đó là cái điều mà Ali ngày hôm nay buồn nhất. Chắc là năm nay không có bồ đó, người giật hoa của Ali. Chị phải dùng nhiều sức lực chị mới giật được cái bó hoa cưới này. Về đồ ăn thức uống chị xem cả. Chị cảm thấy hôm nay đám cưới là một trong đám cưới. Về đồ ăn thức uống hôm nay xem cả. Về đồ ăn thức uống hôm nay chị xem cả. Đến món cuối cùng mọi người thấy là giờ này chị về là đã biết là chị rất là no say. Chị ăn đến món tráng miệng luôn và ăn sạch không còn cái gì hết. Nó mới đáng là đồ ăn ngày hôm nay luôn. Chị thấy ăn say cô cho một chút này như thế nào? Chị về với hai đứa con đầu, hồi nãy là chị nhắn là sao động bởi vì lâu rồi mới được đi ra ngoài đi chơi đó, nhưng mà cảm thấy có lỗi với nhỏ chắc chắn là phải về với chị đi chung. Chị ấn tượng nhất với khoảnh khắc nào ở trong cái đám cưới ngày hôm nay? Khoảnh khắc mà chị ấn tượng nhất chắc là khoảnh khắc mà cô dâu chia sẻ những cái lời tâm sự với lại chú rể. Chị nghĩ đó là cái khoảnh khắc mà là chị cảm động nhất. Đây là cô dâu rất là dâu.
vậy thì mình cũng thấy thế nào về chú rể ha, cách chăm sóc cô dâu và cái hành động của chú rể trong ngày hôm nay. Trước đó thì mình đã có xem những cái hình ảnh cũng như những cái video trên mạng rồi, thực sự là mình cũng đã có những cái thì mình phải nói là mình nghĩ là rất vui và hạnh phúc bởi vì tìm được cái đàn ông xứng đáng và hy vọng là hôm nay chị có cưới thì chị cũng sẽ tìm được cái hoàng tử giống như là chồng tôi. Ở đây có phải là đám cưới trong mơ của hai chị không em không ạ? Thật sự cũng hơi là khó nói, tại vì mỗi người thì ước mơ về cái đông nhau. Do you know the sky is falling down and to my angel. Đó, đó, đúng rồi. Lấy máy, lấy máy tư, kêu tư nữa. Ngoài nè. Có phải bây giờ... Ở đây là một tay làm sao kìa? À, cái vòng đỏ em mà cái đứa được xôm à ok mà đồ mô hiểm dám không? Dám không? Hả? Dám không? Chắc không nào? Ok em chưa với chị. Có niềm tin vào tình yêu, mong chờ một ngày hạnh phúc như vậy. Mình nghĩ là ai dự trong buổi tiệc này đều cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui trong lòng, mong một điều đó tốt đẹp với tất cả mọi người trong buổi tiệc hôm nay. Rồi khi nào đến mình chờ bây giờ đem hoa về này coi ai được là tặng là tới luôn á. Rồi sau khi dự tiệc cưới mình có vẻ hơi mặt đỏ đỏ như vậy thì ai lái xe? Đi taxi nha. Đi taxi nha, hôm nay biết gặp mọi người vui. Tại vì hôm nay tất cả anh em đều quen với nhau trong nghề, do đó không có dám lái xe, biết là sẽ uống vui. Nên đi taxi, sẽ đi chơi tiếp một chặp nữa. Ok, cảm ơn thầy rất nhiều nha. Yeah, hello mọi người, thank you. Cảm ơn mọi người nha. Dạ, chào cô chú. Dạ. Cũng như là enjoy cái bữa tiệc, cũng như là mọi người enjoy cái bữa tiệc ngày hôm nay.
là quan trọng là tất cả các bạn bè và người thân đến lòng mình và cảm thấy mình hạnh phúc. Khi hôm nay là phỏng vấn như thường ngày nhất chi. Cảm ơn chị ạ, dạ cảm ơn chị ạ. Lấy luôn. Bà chủ tự tư. Em lo cho con. Coi lại tụi con được tham gia một chút em ba này nói được 2 tiếng không kịp hoa. Lấy hả? Cô cho một cái hoa này để hai người đây chơi. Cảm ơn bên biết mà em phải có mặt dưới. Đứng giờ là hơi say mà ngủ rồi. Để được 7 tiếng.